Chào mọi người nha. Đây là mọi người thấy bãi xe gì không? Đây là bãi xe trường đại học 55 ở Thủ Đức. Đây là trạm y tế. Ở đây là các bạn sinh viên. Đó, đang đi bộ từ ngoài cổng vô nha mọi người. Ở cái trường này nó thấy nó bự lắm nha. Đây có khu ký túc xá luôn, đầy đủ luôn. Này là khu đại học 55 ở Thủ Đức. Mình sẽ đi ra ngoài kia là ra cổng đó, mọi người. Đây là ký túc xá của sinh viên nè. Đó, ở đây là khu nhà ở, ở ký túc xá hết. Còn trong kia là trường học luôn nha. Nó bự ơi bự luôn mọi người. Mọi người thấy không, cái lực lượng sinh viên, lực lượng nòng cốt của đất nước là cũng kinh khủng lắm, nhiều lắm luôn á. Đây là ra cổng nè. Đây ra ngoài cổng thì mọi người thấy những cái trồng hoa nè, trung tâm dịch vụ sinh viên này, trường đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh nè, ký túc xá địa chỉ khu số 6 Linh Trung, Thủ Đức đó. Bạn nào mà có muốn là sinh viên của đứa thì liên hệ ở đây nha, phải thi với nha mọi người, phải thi phải học đó. Ai cứ ước mơ cho con em mình học ở Thủ Đức thì có thể xem qua clip này nha, thấy được cái không gian ở nơi đây. Còn đây thì nó có những cái hàng quán nè, những cái hàng quán rồi là quán nước đồ cũng sinh viên uống nhiều, nhưng mà cái này chắc là của tư nhân. Đây nó ra bên ngoài rồi. Khu bên đây thì khu trung tâm tin học ứng dụng nè. Đây bà ba dép và bà ba bót, Phúc Loan, Singapore, đồ ăn thức uống, uống nước chay rồi cà phê sinh tố đầy đủ. Còn ra ngoài đây thì ra đường quốc lộ thì nó sẽ có một cái cổng, thấy không, trường đại học 55 ngoài đây nào rồi, bự hoành tráng luôn, cái cổng đầu vô á. Đó, ra đây là đường đại lộ rồi. Đó, đây nè, bự hoành tráng luôn. Đó, thấy chưa, trường đại học 55 thành phố Hồ Chí Minh quá bự luôn mọi người. Đó, ở đây là sinh viên ra vô rất là nhiều. Đó, giờ ra này đường đại lộ nha. Ở đây thì mọi người thấy xe tải quá trời luôn ha. Đây cô bán đồ. Ở đây là ngoài đường đại lộ gì đây. Còn đây là 55 University Nước lượng Hội nhập Phát triển Party. Đây nó nằm ở trên đường gì đây. Đây có cái tên đường. Bây giờ đường số 1 khu phố 6 Linh Trung Thủ Đức nha mọi người. Đó. Rồi mình xin tạm dừng clip đây nha. Xin chào hẹn gặp lại mọi người vào clip khác nha. Clip này cũng khá dài rồi. Bye bye mọi người nha.